Hôm nay anh em mình hái cà phê nha mọi người. Nói chung là hôm nay được anh em qua phụ với mấy đứa cháu. Đồ hình hôm nay cũng đông mọi người. Đấy. Bây giờ hơn 9 giờ rồi mọi người. Nói chung là nãy giờ anh em mình hái cũng được gần bãi bao cái mọi người. Đây bên kia nữa. Thì hôm nay có 9 người hái mọi người. Đấy, cháu mình đang kéo bạt mọi người. Đấy, cả giờ cũng chín hết rồi mọi người ơi. Đến nay thì rủ mấy anh em và mấy đứa cháu qua phụ hái tranh thủ. Chứ để bữa sau cả đây mình nó chín hết là chim nó ăn dữ lắm mọi người. Đấy, như cây này chín nó khô luôn mọi người. Nói chung là vườn mình trồng tơ lơ luôn mọi người ơi. Nói chung là có bơ rồi sầu riêng nữa. Cái cà mình thì mình không có bấm đọt nha mọi người. Nói chung là mình thả. Nói chung là thả nó có năng suất hơn. Chứ bấm đọt ngày xưa là nhà làm là bấm đọt làm rất là cực mọi người. Nếu mọi người thấy chị miền Tây đang tốt cả nha mọi người. Hello mọi người đi chị miền Tây. Hello. Nay anh em mình hái 4 bạt nha mọi người. Tại vì đông người mình hái nhiều bạt nên chung là hái nó khỏe hơn. Với lại lát mình gom cả nó, nói chung là nó cũng nhiều. Con kia là chị với Bạc Liêu nha mọi người. Đây toàn là Bạc Liêu Cà Mau không nha mọi người. Anh đây là với Trà Vinh nè. Trà Vinh mà gốc Tây Nguyên nha mọi người. Đấy bây giờ bơ ra bông rồi mọi người. Ở dưới kia mình cũng trồng bơ. Không biết là đợt này trái mùa không biết bơ nó có đậu không mọi người. Nhưng nếu mà đậu thì chắc là được giá. Đấy, cà phê vườn mình thì chín hết mọi người. Giờ mà để cỡ tuần 2 tuần nữa mà không hái là coi như là nó héo rồi, chim nó ăn.
đội hình hai hôm nay gọi là rất là hùng hổ nha mọi người. Giờ anh em mình chuẩn bị nấu đồ ăn trưa nha mọi người. Hôm nay thì anh em mình nấu đầu heo với lại má heo. Cái đầu heo này là mình đã rửa sẵn ở nhà rồi nha mọi người. Cho thằng Plain mình tôi tính lên nó lại về chi vậy. Đó, lạc lạc tôi hiểu một cái nào thì tôi thân đồ hết. Cái luộc chế tổ rồi là biết cái thằng cục cái bu 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 đại cái gì đó lấy luộc chứ đồ luộc à chế đồ luộc lấy sao tao ngảnh mà chỉ cần bu lấy thui này hay là thui lấy cái chỗ chỗ sừng nó có xả thịt quá chế bu á chế đồ bu mua là nó bu có bu vậy lấy cái bu vậy bu vậy chứ chế tổ nó cả chế bu thôi. Thôi chứ, thế này. Đây. Có bố sổ bụng, đây. Có bố sổ bụng đi lên. Đã gù rồi. Anh chưa rửa sạch. Này ớt hiểm nha mọi người. Đấy. Nói chung là vô vườn là ớt bo la luôn. Này lát giảm với ớt chấm với lại đậu heo với lại má heo. Nếu bên kia chắc phải làm thêm một cái bếp nữa mọi người.
để nướng cái tai heo, chứ sợ cái mỗi cái bếp này thì lát không có kịp. Nên này mình có hai ít cà đắng nha mọi người, để lát mình sẽ nấu với lại cái nước xương hầm đầu heo ấy mọi người. Cũng có trái cà. Trên nước chấm siêu cay luôn nha mọi người. Nãy anh Trà Vinh á, anh Trà Vinh giả cái muết này rất là siêu cay đấy mọi người thấy không? Ớt không. Đây là cái nồi đầu heo hồi nãy mọi người. Đầu heo lại. Nói chung là có nấu chung với lại cà đắng với lại trái cà, tay tay heo. Đấy đồ hình sáng giờ anh em mình hái cà phê.